Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thông tin mới nhất. Siêu bão số 2 sau khi hoành hành và tàn phá đất nước Philippines cách đây khoảng 2 ngày thì di chuyển bất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó cơn bão đã mạnh lên đổ bộ vào vùng bờ biển phía Đông Trung Quốc, khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận đập đầu thuộc thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14 và từ 105 đến 116 km/h, giật cấp 14 tại vùng biển phía đông bắc của đồng đầu tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng hôm nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào 17,5 độ vĩ bắc, 117,8 độ kinh đông, ban kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, khoảng hơn 200 km tính từ tâm bão. Cơn bão số 2 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn HD của công ty giải trí Trung Quốc rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có lốc xoáy gây sạt lở khiến cho 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng lũ bị san bằng chỉ trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân thiệt hại do bão số 2 gây nên tới 17 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đang đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này, gần 14.000 người vẫn lưu lại các trung tâm sơ tán và hơn 20.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Khi đổ bộ vào Trung Quốc sáng qua, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà cũng bị hư hại, bị phá hủy hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 2 gây ra đối với ngành công, lâm, ngư nghiệp tại mỗi tỉnh này là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên đến 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to, gió lớn, ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được là từ 350mm đến 550mm xuống khu vực các tỉnh phía Đông và Đông Nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Tại các thành phố cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các địa điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội, cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn. Nhằm ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Một chiếc xe buýt đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 101 người mất tích. Các nhà chức trách cho biết 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu. Ở tỉnh Tây Sơn, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 70.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm nguy hại 190 ha đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn, gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt và gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh thành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Thông tin chi tiết về thương vong hoặc thương tích vẫn chưa được công bố. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tuần trước đưa tin rằng 4 cảnh sát đã thiệt mạng do một trận lở đất. Tổng số hơn 400 hoạt động khai thác bị đình chỉ và trong đó 62 mỏ khai thác than.
Trung Quốc lại đang trải qua tình trạng thiếu điện trầm trọng do thiếu than và giá cao kỷ lục, khiến các nhà chức trách yêu cầu gia tăng sản lượng than ở các khu vực khai thác trong nước. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Yihe đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước ở khắp các tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh ghi nhận một mức trung bình từ 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2021. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm mưa và thời tiết lạnh hơn. Hào Nan, một người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết, phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm nay, nhưng tác động không tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hào đối với Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm. Ông Hào nói trận mưa xối xả ở Sơn Tây là đợt mưa bất thường thứ 3 trên diện rộng ở miền Bắc Trung Quốc năm nay. Hơn 300 người ở Hà Nam đã thiệt mạng trong trận lũ kinh hoàng hồi đầu tháng 7 năm 2022. Các trận mưa lớn kỷ lục đổ bộ vào tỉnh này làm tràn hồ nước, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều tỉnh thành phố. Phần lớn các trường học có người bị tử vong xảy ra ở Kinh Châu, nơi lượng mưa hơn 600mm, tương đương gần như trung bình một năm. Trung Quốc hứng thảm họa kép đau đớn. Đang khủng hoảng than thì lũ lụt ập đến làm mất luôn 62 mỏ than. Reuters cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng hầu như hậu đại dịch Covid đã và đang ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Trong đó, nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Trung Quốc dự kiến chịu tác động đến hết năm nay. Nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, nhiều công nhân ở hầm mỏ cũng vậy. Dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên đến hàng triệu người Hoa chạy qua Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm các công ăn việc làm, cũng như là để chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc. Vì vậy, dù cho nhà nước Việt Nam chúng ta có đón nhận làn sóng di dân của Trung Quốc vì mưa bão, thảm cảnh lũ lụt và thất nghiệp hay không, thì mỗi người dân chúng ta nên đồng hành và chung tay góp phần đẩy lùi việc người Trung Quốc vượt biên sang đất nước Việt Nam chúng ta. Vì rằng không phải là chúng ta phân biệt chủng tộc hay gì đó, chúng tôi không có ý định gieo rắc những điều đó vào quý khán thính giả, nhưng rõ ràng rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia bị đáng ghét nhất thế giới và Việt Nam chúng ta cũng được xem như là đã và đang rất căm thù Trung Quốc. Tại sao? Chắc chúng tôi không cần nói thì các bạn cũng hiểu được đúng không ạ? Trận lụt thảm họa ở Trung Quốc năm 1931. Năm 1931, miền Trung Trung Quốc đã trải qua một trận lụt kinh hoàng, làm ngập một khu vực có diện tích tương đương nước Anh, cộng thêm một nửa Scotland, ảnh hưởng đến cuộc sống của ước tính 52 triệu người và giết chết khoảng 2 triệu người. Trong tiếng Trung, sự kiện này thường được mô tả là trận lụt Dương Tử Hoài. Tuy nhiên, thảm họa không chỉ giới hạn ở hai con sông này. Sông Hoàng Hà và kênh đảo Đại Vận Hà cũng trải qua lũ lụt lớn, trong khi lũ lụt nhẹ hơn về phía nam như sông Châu Giang chảy qua thành phố Quảng Châu đến tận phía bắc như sông Songhua và Yalu chảy về phía bắc của Hàn Quốc. Mặc dù lũ lụt đã ảnh hưởng đến phần lớn diện tích đất nước, nhưng vùng trọng điểm thiên tai lại tập trung ở 8 tỉnh miền Trung. Do đó, nó được gọi đây là trận lụt miền Trung Trung Quốc năm 1931. Nguyên nhân cuối cùng của trận lũ lụt miền Trung Trung Quốc năm 1931 nằm ở sự tương tác lâu dài giữa các cộng đồng con người và các lưu vực sông. Ngập lụt là một vấn đề lâu năm mà những người sống ở vùng Dương Tử phải đối mặt. Sau khi khai phá các đồng bằng phù sa, các cộng đồng nông nghiệp đã làm trầm trọng thêm nguy cơ ngập lụt tự nhiên bằng cách biến đổi cảnh quan. Nạn phá rừng quá mức, cải tạo đất ngập nước và sự mở rộng của các mạng lưới đê, sông đã biến những đợt lũ thường xuyên, vốn là một đặc điểm không thể thiếu của hệ sinh thái phù sa, thành những trận ngập lụt hủy diệt, gây hỗn loạn cho cộng đồng. Trong điều kiện khí tượng và chính trị thuận lợi, sự quản lý của con người đối với các hệ thống sông ngòi đã tạo ra một nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh và xã hội ổn định. Tuy nhiên, trong thời kỳ lượng mưa quá nhiều và quản lý đê kém, nước dâng cao và hệ thống đê điều bị bỏ bê đã cho phép các con sông và hồ lấy lại các đồng bằng đã bị con người canh tác. Trong suốt thiên niên kỷ thứ 2 sau công nguyên, tỉnh Hồ Bắc thuộc Trung Dương Tử,
đã chứng kiến một mô hình tăng trưởng và sụp đổ lặp đi lặp lại, được Pierre Alain Tinguin mô tả như một chu trình thủy lực. Trận đột năm 1931 là một phần của cuộc khủng hoảng diễn ra ở lưu vực sông Dương Tử kể từ đầu thế kỷ 19, mặc dù một phần là kết quả của các mô hình mở rộng nông nghiệp không bền vững. Jean Jayan cho rằng cuộc khủng hoảng này cũng phản ánh những khó khăn kinh tế và chính trị lâu dài của các chính phủ trong thời kỳ cuối nhà Thanh và đầu thời Cộng Hòa những năm 1800 đến năm 1928. Trong thời kỳ này, doanh thu dành cho việc xây dựng và duy tu các con đê thường bị tham ô hoặc chuyển hướng cho chi tiêu quân sự. Sự kết hợp giữa tăng trưởng không bền vững và lãng quên hệ thống đê điều đã dẫn đến một loạt các trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Trong khi gốc rễ của trận lũ lụt năm 1931 khá phức tạp, nguyên nhân gần nhất của thảm họa là lượng mưa cực cao. Từ năm 1928-1930, Trung Quốc trải qua một đợt hạn hán tồi tệ, việc thiếu lượng mưa làm cho các con sông thấp hơn và đất khô cằn. Mùa đông năm 1930-1931 đặc biệt khắc nghiệt, để lại lượng lớn băng tuyết ở các lưu vực thượng nguồn của các con sông. Lượng lớn tuyết tan chảy vào mùa xuân và kết hợp với những trận mưa lớn bất thường làm ngập các sông hồ và nâng cao mức nước ngầm. Vào mùa hè, Trung Quốc đã trải qua một cơn gió mùa Đông Á cực kỳ mạnh mẽ. Đây là kết quả của dao động Nam El Nino. Trong một năm trung bình, lưu vực Dương Tử thường chỉ có 2 cơn bão xoáy, nhưng riêng năm 1931 có tới 9 cơn bão liên tục trong tháng 7. Những cơn bão này đã đổ lượng mưa tương đương một lần rưỡi lượng mưa trung bình hàng năm trong một tháng. Ngay cả những con đê được bảo dưỡng tốt cũng sẽ phải vật lộn để đối phó với trận đại hồng thủy này. Các hệ thống phòng thủ thủy lực bị bỏ quên, vô lực bảo vệ các cộng đồng sống dọc theo sông Dương Tử và sông Hoài. Trận lụt thảm khốc xảy ra ở Trung Quốc vào mùa hè năm 1931 không chỉ là một thảm họa tự nhiên hay còn do con người tạo ra, nó là cả hai. Vào tối ngày 25 tháng 8 năm 1931, nước qua kênh đào Grand đã cuốn trôi các con đê gần hồ Gaoju, tỉnh An Huy, khiến 200 người chết chìm trong giấc ngủ. Đến đầu tháng 8 năm 1931, một trong những khu vực đông dân nhất thế giới chìm dưới nước, ước tính có khoảng 150.000 người chết đuối trong giai đoạn đầu của trận lũ. Các cộng đồng nghèo sống trong nhà ở không đạt chuẩn, dễ bị tổn thương bởi những rủi ro thiên tai tức thời này. Những người sống sót sau nguy cơ ngập lụt ban đầu nhận thấy họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh hoạt nghiêm trọng. Trận lụt đã cuốn trôi vụ thu hoạch mùa hè và phá hủy một lượng lớn ngũ cốc dự trữ. Tổng thiệt hại về kinh tế bằng một năm rưỡi thu nhập ròng của mỗi gia đình. Ở nhiều khu vực, tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra vào mùa thu, có nghĩa là không thể canh tác vụ phụ trong mùa đông. Mặc dù sự suy giảm trên diện rộng về nguồn cung cấp lương thực đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng sau đó, các yếu tố kinh tế xã hội cũng rất quan trọng. Lũ lụt làm cho giá trị lao động, ruộng đất và sức kéo giảm mạnh, đồng thời giá ngũ cốc tăng nhanh. Trong ngắn hạn, nó cũng có tác động bất lợi lâu dài hơn đến triển vọng kinh tế của nhiều hộ gia đình. Sự dịch chuyển dân cư trên diện rộng và sự phá hủy của các hệ thống vệ sinh đã tạo điều kiện hoàn hảo cho một số vi khuẩn gây bệnh, ngay cả ở một đất nước như Trung Hoa Dân Quốc, nơi mà những cuộc khủng hoảng tị nạn đã quá quen thuộc, thì quy mô di dời do lũ lụt gây ra là rất đặc biệt. Trên khắp vùng thiên tai, ước tính có khoảng 40% dân số bị ảnh hưởng buộc phải rời bỏ nhà cửa. Ở Nam An Huy, kinh ngạc 61% dân số trở thành người tị nạn. Một số vẫn ở trên các sườn đồi gần đó hoặc các dải còn sót lại của mạng lưới đê, trong khi những người khác đi đến các thành phố để tìm nơi trú ẩn và thức ăn. Thật không may, tác động vật lý của trận lụt quá dữ dội đến nỗi ngay cả các mạng lưới đê đô thị tương đối vững chắc cũng bị tổn hại. Điều này có nghĩa là các thành phố lớn cung cấp ít thời gian nghỉ ngơi cho những người tị nạn di cư từ các vùng nông thôn trước khi bản thân chìm trong biển nước. Khi nước lũ tràn vào thành phố Vũ Hán, Trung Dương Tử, ước tính khoảng 400.000 người mất nhà cửa, với hệ thống vệ sinh bị phá hủy và người tị nạn tập trung vào những khu vực hạn chế. Các dịch bệnh chết người sớm bắt đầu tàn phá các công dân nông thôn và thành thị. Trận lụt cũng cung cấp một môi trường sống hoàn hảo cho muỗi, làm bùng phát dịch bệnh sốt rét, khiến ước tính khoảng 300.000 người thiệt mạng. Một loại bệnh đặc hữu ở vùng đất ngập nước được gọi là bệnh sán máng tăng đột biến. Tổng cộng, các bệnh liên quan đến lũ lụt gây ra 70% số ca tử vong được báo cáo trong các gia đình nông thôn và 87% số ca tử vong trong các trại tị nạn. Như vậy, cho đến nay, chúng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số ước tính khoảng 2 triệu người thiệt mạng liên quan đến lũ lụt.
Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và ấn biểu tượng chuông thông báo ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.